Hello, Lộc xin chào ông bà cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay thì Lộc vào đây thì chỗ này người ta đang thi đua ngựa, là một cách để nhảy qua hàng rào. Ngựa nhảy qua hàng rào là bắt mới vừa bắt đầu thôi. Thì một lát nữa thì mình đã, là người đã, đây là những cái hình, những cái cuộc thi đua ngựa ở đây nè. Rất là cái đây là người ngựa đầu tiên, con ngựa đầu tiên được đi thi, được chạy người đầu tiên nè. Ngựa đây là người ta rất là giữ ra yên lặng trong khi thì ở đây rất là nhiều người ta tới coi đôi ngựa ở đây, rất là nhiều khán giả và người cả ngựa. Tính điểm ngựa cài khi mà qua hàng rào đó rớt xuống thì ngựa tính điểm. Thì ở đây thì có những người chuẩn bị kế tiếp để mà đi thi đó. Và có trọng tài tính điểm này kia ha. Thì đây là người cởi ngựa và cái chuồng này để chuẩn bị cho những con ngựa đi thi kế tiếp. Dắt ngựa, warm up ngựa để đó. Đó. Rất là cao luôn. Qua Lộc luôn đó, đứng cao hơn Lộc luôn á. Ngựa quý không đó, ngựa độ á. Đa số là Lộc thấy toàn là phụ nữ không cưỡi ngựa, phụ nữ không à. Đây là một cái nông trại luôn á, để đua ngựa. Thì ở trong này là chỗ mà chuồng ngựa, trong này có carbon á, là ngựa không, là những đồ đạc để ngựa ăn, chuồng ngựa này kia trong đó. Đây là người kế tiếp chạy nè. Rất là điêu luyện. Hình như là mới bắt đầu thôi. Con này là con người thứ hai. Rồi xong một người rồi, người kế tiếp. Bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Lộc thấy ở ngoài đời, đi vào những nơi này, trong đời chính mắt mình thấy ngay tại trường đua, trường thi như vậy. Rất là, tại vì mình
không có ở trong cái môi trường này thì mình rất là hiếm thấy, cho mình chỉ là tình cờ mình gặp được, cho nên là ngựa mà nhảy qua mà đã rớt cái cây đó là coi như bị trừ điểm á. Thì đó là những cái đợt đầu, không biết hồi nữa người ta có nâng cái cây lên cao nữa hay không thì mình chưa có biết nha. Chờ một chút thì mình đi quay những nơi khác. Ở đây cũng có rất là nhiều người khán giả tại đây. Sponsor những người đỡ đầu quá, cũng như là kêu bằng gì một show á, một show đó là coi như là mỗi một giờ một show tự chân ha. Trong cái này này là Texas State University, là ở trường đại học đó. Bên này là trường đại học. Cái này là trường đại học nó thi với nhau. Đây là trường đại học. Ai có Người kế tiếp. Mỗi người có một con số riêng. 237 là kế tiếp.
Con chồng như vậy là đã xong. Ok. Thi ở mỗi trường đại học nó thi với nhau. Đây là những cái nơi con để giữ ngựa trong này nuôi ngựa. Mình vào đây mình coi. Đây là những con ngựa ha. Đây có tên tuổi đó, có tên ha, màu gì, có màu gì, chủ nó là ai, số điện thoại ha, tôi ghi rõ hết. Còn anh đây nè, quá trời bự luôn, đứng qua cõi đầu lọc luôn á. Người rất là quý luôn á. Trời lạnh quá trời mệt luôn. Đây cũng là tên chủ, tên ngựa, mẫu chuồng vậy đó. Thì building ở đây thì mới bắt đầu khoảng 50 độ thôi. Ở đây 50 độ trời vẫn thấy cũng ấm áp, nhưng mà vẫn có gió hơi lạnh lạnh đó. Rất là dễ thương. Thì rất là nhiều cái nguyên carbon này là để giữ ngựa đây, nuôi ngựa đây. Đây là người ha, tắm rồi chọn tắm cho ngựa rồi. Người ca quét dọn đây. Mình đi vào như thế này. Rất là nhiều ngựa. Wow, trời ơi, ông bự quá trời bự luôn. Ôi, hello, hello. Nhìn dữ vậy ta, quen không? Morning, how you doing, ma'am? Very good, thank you. Fast. Very nice horse here. They very nice. Anh này chồng ấu nụ luôn, chồng quay luôn, nhuộm tóc luôn á, đẹp luôn. Hey, how you doing? Listen. Hey.
Woman? Roman. Oh. She's not going to give you a good expression. Hey, how you doing? Wow. Roman tên Roman nè. Rất là đẹp luôn. Bên đây một cái rồi mình đi qua mấy bên đây cũng có thêm một cái chuồng nữa nè. Qua mấy bên này thì là trước mặt mình có một căn nhà. Tiếp tục qua bên này. Rất là đẹp luôn. Hai gian gì được. Bên này cũng giống như bên kia ha. Kiểu mẫu thì nó làm đều giống nhau, căn nhà cái bon này nó làm giống nhau. Hơi chạy mạnh. Thì mỗi người có một số vậy đó, đeo số, kêu số. Nguyên khu rộng rãi, nguyên cái farm rất là lớn luôn. Nguyên cái farm này rất là rộng lớn luôn. Này đi ra đi vào miền quê, chỗ miền quê mới thấy nha. Đó. Thì Lộc đi vào đây được 2 lần. Thì lần đầu tiên thì chưa có gì á, thì bữa nay nè đi ngày cuối tuần, dầm ngày cuối tuần thì nó mới có được thi đua ngựa như vậy ha. Rồi đó là những cái gì xảy ra cuối tuần của ngày hôm nay. Thì có những tiết mục như vậy rất là vui, thì cũng là một cuộc giải trí cho những người ở đây, cũng là một cách để mình những cái người mà sau này được nổi tiếng đó, để thi đua ngựa này kia đó, cũng là nhờ vào những cái này thực tập và biểu diễn như vậy để cuộc thi đó. Ở đây là những trường đại học rồi sau này nó lựa chọn ra trở thành một người chuyên môn luôn á. Rất là vui vẻ luôn. Đó thì một chút xíu thì đọc quay một ít như vậy để gửi đến ông bà cô chú anh chị em mình, để có thêm để chia sẻ những gì mình đã nhìn thấy được, tìm hiểu được, thì mình chia sẻ cùng nhau trong một ngày hay là một giờ một phút nào đó để cho mình thoải mái tinh thần nhé. Thì Lộc xin tạm ngừng cái clip tại đây và xin kính chúc tất cả một ngày mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha. Xin chào, bye bye.